Hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu. Hôm nay mình sẽ nói về vấn đề cách phân biệt phân bón Tetrasap-4 rồi nè, thật và giả nha các bạn. Hiện nay trên thị trường rất là nhiều loại giả nha các bạn. Thì mình nói sơ về cái phần phân bón lá Tetrasap-4 rồi nè. Thì cái này là nó chứa 18 amino acid. Thì trong cây trồng của mình nó tới 20 loại amino acid, nhưng mà cái này nó chứa 18 amino acid. Amino acid này là ngoại sinh nha các bạn. Thì mình nói sơ về cái amino acid mà nội sinh của cái cây, thì cây trồng tổng hợp amino acid này nè, thì từ cái nguyên tố carbon và oxy lấy từ không khí và hydro lấy từ đất và nước nha các bạn. Thì hydro lấy từ đất và nước, đất thì là phân bón của mình là đạm á các bạn, nó chứa hydro. Thì qua đạm thì nó có hai loại đạm, đạm ammoni là NH4 các bạn cộng á, và đạm nitrat là CO3 trừ á các bạn, CO3 2 trừ á các bạn. Thì đạm amino acid này á còn gọi là acid amin nha các bạn. Thì cái đạm amon á là NH4 cộng á, thì nó sẽ bị bốc hơi nha các bạn. Những cái phân bón mà có chứa đạm amon á thì nó sẽ bốc hơi, còn những cái phân bón mà chứa đạm nitrat thì nó sẽ không bốc hơi. Đạm nitrat có trong phân bón như là KNO3 đó các bạn. Còn đa số đạm là đạm amon không à, ammoni, đạm ammoni á. Giờ mình nói sơ về cái acid amin là gì. Acid amin là cái hợp chất hữu cơ nó chứa cái nhóm amin là NH2 và cái nhóm carbon silic là COOH các bạn, COOH á, và một nhánh bên để thay thế. Cái nhánh bên đó, nếu mà nó kết hợp với những chất khác nhau thì nó sẽ tạo những axit axit amin khác nhau nha các bạn. Thì sau quá trình mà khử nitrat đó các bạn, khử nitrat là nó khử đạm amon thành đạm nitrat đó, thì sau đó nó sẽ tổng hợp cái thằng axit amin này nè ở lá nha các bạn. Thì nó quang hợp, nhờ ánh sáng mặt trời nó sẽ quang hợp để mà tổng hợp tạo thành các axit amin. Đó là axit amin nội sinh của cái cây của mình. Còn cái này là bổ sung axit amin ngoại sinh vô cho cái cây của mình. Bổ sung axit amin này cho những cây mà cái điều kiện do nó xấu các bạn. Ví dụ như bộ rễ mình nó suy yếu, ngập úng, bị ngộ độc hữu cơ, ngộ độc phân bón hóa học, vân vân và vân vân đó bạn. Cây mình nói chung là cái cây mình nó suy yếu thì mình sẽ cung cấp cái thằng này. Thằng này thì nên xịt qua lá là nó tốt hơn là bón tưới vô cốc nha các bạn. Thằng này rất là hay, thằng này thì mua khoảng 22 đến 25 ngàn nha. Chai này chai 100cc đó các bạn. Thì bây giờ cái loại này nó rất là nhiều giả, mình sẽ phân biệt cho các bạn loại thật và loại giả nha các bạn. Thì ở đây mình có mua một chai này nè, là chai giả nè các bạn. Chai này chai thật nè. Chai này chai thật. Chai bên tay phải của mình á là chai thật, là cái loại thì cái này cái mẫu mã cũ nha các bạn. Này còn cái loại này là loại giả nè. Còn cái loại này là loại mẫu mã. Loại thật mà loại mẫu mã mới nè các bạn. Nha các bạn. Là mẫu mã mới nè. Thì mình sẽ phân biệt cho các bạn nè. Bây giờ mình phân biệt cái loại thật mẫu mã cũ và là loại mẫu mã loại giả nha bạn. Loại này là loại giả này nè. Loại giả thì bạn thấy cái chữ của nó sẽ không được sắc sảo như cái chữ của cái loại thật nè các bạn. Mà cái loại thật thì nó có thêm cái chữ macro ray color nè các bạn, thấy không? Có randy color nữa. Còn cái loại giả này không có chữ randy color. Về cái thấy thì cái cũng giống na ná nhau, chữ siêu ra rễ nè, nó xuống hàng mà nó làm bự hơn. Còn siêu ra rễ người ta ghi có một hàng một nè các bạn, thấy không? Rồi các bạn thấy nè,
trên cái nắp này nè. Cái nắp của chai giả nó có ba vi nhiều nha các bạn, nó làm cái ba vi còn dính lại rất là nhiều nè. Ba vi là ba dớ, mình kêu là ba dớ đó, nó dính lại rất là nhiều. Cái nắp nó không có đều, các bạn thấy không? Còn cái nắp chai thật của nó nè, ba vi nó rất là đều. Khi mà mở nắp ra thì cái nắp của chai thật này nè, các bạn thấy nó dày hơn. Mình bóp nè, mình bóp thấy nó dày hơn cái loại nắp của chai giả. À, nắp chai giả nè, nắp chai giả bóp nó bị mèo nè. Mình bóp dùng cái lực như nhau, mình bóp cái nắp chai giả nó muốn đụng vô luôn nè, thấy không? Còn cái nắp chai thiệt thì bóp nó rất là cứng, nó dày hơn, tại vì nó dày hơn nha các bạn. À. Giờ cái nắp chai thiệt thì nó có cái số trong đây nè, số 2, số 3 gì đó, có số. Nắp chai giả nó không có số. Nắp chai giả là mình nhìn thấy, mình nhìn lên mình thấy nó bao vi nó quá trời luôn nè, thấy không? Đó là chai giả nha các bạn. Giờ mình sẽ xay cho bạn thấy. À, chai giả là bên trái mình nha, các bạn thấy không? Hướng dẫn sử dụng thì nó cũng ná nhau nè. Bên đây là chữ test là số 4 màu đen, còn cái chai thiệt thì nó để là phân bón lá NPK sinh học, thấy chưa các bạn? Đó. Rồi mình sẽ so sánh tiếp cái mẫu mới của nó. Đây là cái mẫu mới của chai Tesla Shop 4. Các bạn thấy không? Cái chữ này nó y chang nhau, nó cũng có macro ready color. Thấy các bạn? Thấy không? Nó có chữ macro ready color. Thì bên hướng dẫn sử dụng thì nó chữ nó to hơn, nó làm chữ to hơn chút. Thấy không? Mà màu bên đây phân bón lá sinh học NPK, nó cũng là phân bón lá sinh học NPK nè, bạn thấy không? Mình thả tháp cái nắp này ra cho mình cần coi. Nè, cái nắp của nó có cái số trong đây và có một cái giòn nữa nè, các bạn thấy không? Bây giờ cái loại mới này tháo cái giòn này ra, nó có cái số trong đó. Và hai cái nắp thiệt này nè. Mẫu mới và mẫu cũ nè. Thì nó vẫn cứng như nhau, nó không có bao vía, bao vía đó các bạn, thấy không? Nắp người ta thật nó không có bao vía gì đó. Rồi thêm một cái nữa là cái khi mình tháo nắp ra trên cái chai thật á, mẫu mã mới này nè, nó có chữ Ramos nè. Nó chữ Ramos không? Cái seal của nó có chữ Ramos trên đây luôn nè, thấy các bạn thấy không? Còn hồi đó cái seal của nó thì nó chỉ làm cái seal ni lông như thế này thôi. Bây giờ nó sẽ làm luôn cái seal bạc. Seal này là bạc nha bạn. Seal một lớp bạc. Thì nó có chữ Ramos nè, các bạn thấy không? Là chai thật, mẫu mã mới nha các bạn. Giờ thì mình sẽ chế ra, mình khui siêu cái chai mẫu mã mới này, mình chế ra mình so sánh với cái chai giả nha các bạn, coi nước nó ra làm sao. À, bây giờ là cái chung, cái mình có hai cái nắp chung này, một cái chung là có cái càm đưa dài nè, cái mâu đưa dài là mình sẽ chế cái tất là số 4 giả nha các bạn, còn cái chung bên đây mình sẽ tới chế tất là số 4 thật. Các bạn nhớ nha, cái là mẫu mã mới này nó có cái siêu bạc để chữ Ramos nha các bạn. Rồi, các bạn hãy chờ mình chế cho mình. Cái nước của nó là nước màu trắng hết nha các bạn. Có nhiều bạn nói cái nước nó màu, cái nước nó màu sữa là không phải nha các bạn. Nước nó màu trắng hết. Rồi nè, mình chế cái này là mình chế từ nước của chai Tesla số 4 thật mẫu mã mới này nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ chế cái chai giả. Thì cái chai thật thì các bạn tưới vô là chỉ cần là 1-2 ngày sau là bạn thấy nó khác liền. À mình so sánh nước của nó nè, thì nước nó cũng là nước mà hơi vàng vàng nha các bạn, nó hơi vàng vàng thôi. Nước thì mình cảm thấy nó cũng như nhau hết các bạn, nó giống giống nè, nó không khác mấy. Cái nước mà bên chai giả nó hơi vàng hơn một chút nha các bạn. Mình chấm mình thử coi cái độ nhờn của nó không. Rồi
chùi cái tay cái đa mình này. Thì nếu mà chai thật thì các bạn tưới vô thì nó 2-3 ngày các bạn sẽ thấy kết quả liền à. Nó sẽ đâm tược và cái lá mình nó mượt liền à. Rồi mình phân biệt luôn nè cái nước. Cái nước của cái chai thật á, cái nước của cái chai thật này nè, thì nó sẽ có cái mùi thúi hơn các bạn, mùi tanh và mùi thúi hơn là cái chai của cái nước chai của cái nước chai giả nha các bạn. Chai nước chai giả thì cái mùi nó thua, cái mùi nó dợt hơn, cái mùi nó không có thúi, mùi nó không tanh không thúi bằng nha các bạn. Giờ thì để mà tránh mua hàng giả này, các bạn nên mua những cái chỗ mà uy tín đó các bạn. Uy tín thì những cái chỗ uy tín thì nó sẽ hạn chế được cái hàng giả nhiều. Những chỗ mà uy tín đó, mình cho bạn xem lại. Đây là cái chai, cái chai thật, hai chai thật hết. Một chai mẫu mã cũ, chai này mẫu mã cũ nè, chai này mẫu mã mới nè các bạn. Hai chai thật hết nha. Bạn thấy cái vỏ chai nó làm rất là đều, nó không có bao via gì nhiều nha các bạn. Còn đây là cái chai giả. Chai giả, bạn thấy cái chai giả thì cái này, cái nồi, cái bạn nhìn cái răng của nó nè. Cái răng của cái vỏ chai nè. Bạn thấy cái răng bên đây nó đều tăm tắp không? Cái răng chai xịn người ta làm đều, cái răng chai giả. Chai giả nó làm cái đường răng của nó không có thẳng hàng, không có thẳng các bạn. Nó làm bao vi cũng nhiều nữa nè. Đó. Thì là cách mà duy nhất các bạn tháo ra coi cái răng của nó nè, cái răng của nắp chai nè, cái răng nè. Cũng là cái vấn đề để phân biệt giả thật nha các bạn. Nè cái răng của nó nè, thấy không? Đó. Nhìn này cái răng của nó nè nha. Giùm sát nè các bạn thôi à. Cái răng của người ta là bén thấy ghê không? Cái răng người ta đều mà bén không có bao vi à. Còn cái răng này nó cùng sao đâu á, bạn thấy không? Đó. Rồi, cho bạn nhìn lại ha, thấy không? Nhớ chai thật thì phải có chữ macro radicular nha các bạn, nhưng mà nó làm giả được thì cái chữ này nó làm giả cũng như chơi thôi. Quan trọng các bạn xem cái vỏ chai và cái chất lượng nước của nó, quan trọng là cái vỏ chai và cái nắp chai nha các bạn. Đó, mình nói lại nè, cái nắp nè, là cái nắp chai giả nè, bao vi hay không à, bóp mỏng cái đánh bóp cũng đụng luôn nè. Còn cái nắp chai thiệt là cứng thì cứng nè, anh thấy không? Đó. Rồi thôi, video mình tới đây cũng xin tạm dừng nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký. Các bạn muốn mình làm mà phân biệt cái gì nữa đó, là làm cái gì đó, bạn cứ comment đi, mình sẽ làm ha. Rồi, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn video tiếp theo.